Tối mì to đùng ở chợ Cầu Ngang nha các bạn. Ở đây người ta làm cái bánh mì to quá rẻ luôn. Đây là chợ văn hóa Cầu Ngang, thuộc tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Ở đây là có món đặc sản là bún nước lèo. Cảm nhận của mình đang là rất là ngon. Các bạn nào có đi ngang trời Cầu Ngang thì ghé ăn bún nước lèo nha các bạn. Những bạn nào đi làm xa quê về đây cũng ghé ăn thưởng thức lại cái hương vị của bún nước lèo Cầu Ngang. Đi ngang Cầu Ngang, Cầu Ngang ăn bún nước lèo nha các bạn. Bún hoa sen hả? Hoa lan, hoa lan. Này có heo quay không con? Cho phần heo quay luôn. Bún nước lèo này ăn với heo quay mới ngon. Có một phần chả giò nữa nha các bạn. Đây là chợ Cầu Ngang, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Mình ăn bún nước lèo là đặc sản ở Cầu Ngang các bạn. Quán cừu Hoa Lan. Chú ở Sài Gòn. Có quen cái cô bán đồ bạc Kim Anh đó biết không? Nhà đâu hẻm đây qua nè. Chị Kim Anh đó. À bà Hải Hồng. Hả? Thì bà ghé quán này, dắt quán này ăn nè. Hình như cái cô đó bán đồ gì trong đây, bán đồ bạc gì không. Nay vòng trở lại thấy vòng vòm, thấy nhớ nhớ. Ở đây hình như nó cô Hay Hồng thì ta biết, mà nói Kim Anh ta không biết. Còn cái chả giò này ăn sao? À. Đúng không? Đĩa giờ là mình ăn sao? À. Chắc là đĩa chả giò là muốn ăn mấy cái là tính tiền mấy cái nha các bạn. Chứ một mình thì ăn hết này chắc không nổi đâu. Đây là bún nước lèo. Con nước lèo thì có huyết nha các bạn. À, ăn kèm với thịt heo quay. Thì ăn với chả giò. Đó, thì chả giò này thì ai muốn ăn mấy cuốn tính tiền mấy cuốn các bạn. Quyết thì kèm chung với cái tô bún nước lèo với thịt heo quay. Đó là bữa ăn sáng của tôi ở đây các bạn.
bún nước lèo ở Trà Vinh á, thì ở Cầu Ngang thì đặc sản của nó là lúc nào cũng cá nha các bạn, cá lóc, miếng cá lóc rồi các bạn, rau ghém, bún. Thử miếng nước dùng coi nha bạn, thử nước dùng của nó cái vị nó ra làm sao. Cái nước dùng này nó ngọt, nó thơm cái mùi mắm các bạn, nhưng mà nó không có nồng, nó hơi hương hương thơm tí xíu thôi chứ không có nồng. Cái vị nó nghe là rất là ngon, mình ăn thèm với heo quay với lại huyết. Thử cúng chả giò này coi sao nha các bạn. Chả giò này xé ăn với bún á, nhưng mà mình cắm mình ăn không. Mời các bạn nha. Chả giò nó mỗi dùng mỗi khác. Ở đây nữa chiên cái cọng hơi dài, phần mới cũng giòn. Dạng như mình ăn cháo mà kèm với bánh giò cháo quẩy rồi các bạn. Mình sẽ quay đây thì cũng rất là ngon nha. Mình chợ Cầu Ngang nha các bạn. Để thử miếng cá này, thử coi cá đồng hay cá nuôi. Chắc có lẽ là cá nuôi các bạn. Cái cá này thì nó thịt nó dai, nó thơm chứ nó không phải là cá nuôi các bạn. Mà nó thấm vô cái nước dùng á, nước lèo á, cái mùi thơm thơm của mắm. Mà nghe nói mắm này là không phải mắm đồng nha các bạn, mà gọi là mắm bò hóc á, của người dân tộc. Mình nghe mắm bùa hóc mình cũng rất là sợ, nhưng mà ăn thì nó rất ngon lắm các bạn. Nói chung nhìn nó đơn giản nhưng mà ăn nó rất là ngon các bạn ơi. Mùi thơm thoang thoảng của mắm á, mà cái mùi mắm này là nó khác với cái mùi mắm đồng châu đốc của mình, dạng như mắm của người dân tộc nữa, rồi mắm bùa hóc á. Thử miếng huyết nha các bạn. Huyết này nó làm cũng hơi dai mà thấy cũng ngọt luôn các bạn. Heo quay này là ăn kèm vô bún các bạn, chứ không phải là ăn không đó. Mình ăn mình gấp mình bỏ vô tô bún mình trộn lên mình ăn. Rất là nhiều cá nha các bạn. Cái rau ghém này là bắp chuối, rau muống. Mùi bắp chuối nó chát chát, ăn nó dần lại cái vị mắm với thịt heo quay của mình nè các bạn, rất là ngon, giòn giòn thơm thơm chát chát.
Khi mà thịt heo quay mình ăn với mắm thì nó rất quá ngán, nó tăng cái vị hương vị béo lên, đậm đà hơn cái tô bún của mình. Bún nước lèo này là những người đi làm xa quê các bạn, hoặc là đi học công tác gì ở trên Sài Gòn á, lâu lâu người ta về người ta ghé tan cái món này, cũng như là ăn gợi nhớ quê hương á. Nhất là những bạn làm đi làm xa lên Sài Gòn làm á, mỗi lần khi về quê người ta sáng người ra ta ăn cái bún nước lèo này để gợi nhớ cái hương vị quê của người ta. Ở đây là phở đâu là không hiếm lắm nha các bạn, phở hủ tiếu mì đâu là hầu như có nhưng mà hiếm lắm, một hai quán xa xa, chứ trong chợ này là bún nước lèo, bún riêu rồi các thứ. Chứ phở thì nó không có đại trà như ở trên Sài Gòn. Mà cái vị phở ở đây nấu thì cũng không được ngon các bạn, nó không có đặc trưng cái mùi phở. Hầu như là người dân hồi xưa là ở đây là không biết ăn phở luôn, chỉ ăn cái bún nước lèo này là đa số. Do đó là cái phở người đây ta nấu không được ngon. Mà cái đặc trưng cái bún nước lèo này thì rất là ngon. Bún nước lèo này lúc nào nó cũng có huyết nha các bạn, mà huyết thì để riêng như thế này chứ không có để chung. Mình ăn kèm với thịt heo quay thì cái da nó giòn giòn, nó béo béo, nó hòa lẫn với cái hương vị của bún nước lèo này, ăn rất là đậm đà các bạn.